tới nơi rồi còn gì nữa không khổ. Đời bây giờ cưng thấy không? Ông trời ổng nắng từ xưa giờ mà ta chưa thấy ai chết, mà bây giờ có chết rồi. Từ xưa giờ không nghe người ta chết nghe, nhưng mà bây giờ có. Bây giờ nghe nói chết đứt bóng luôn tại chỗ hai ba người gì đó. Quá thế rồi. Dạ. Bây giờ là tiếp tục là nước bây giờ là chỗ trên Sài Gòn thì không kèm bảo dương là đó không phải là khổ không? À, tới chuyện người tới chứ gì nữa cưng ơi, ông Phật ổng dạy mình rồi, Nam Băng cảnh khổ cũng kệ bên này đó. Ta nói tao nói mày là không còn kịp đó, chứ đừng nói mà chứ đừng nói mà nói cái khổ ở chỗ khác còn chỗ mình không có. Từ từ tới đi ăn cưng, tới nơi bây giờ nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thấy sự lấy lừng nặng tay. Thời cũng tại mà không ai tu niệm mà cứ lẫn lơ ngạo biếm phe phang, đến nay là buổi tai nạn rồi. Tam thiên lục bá khắp trạng hại dân người, dữ lắm mà cưng ơi, không còn kịp đâu. Thì như vậy là quá thế. Trong năm thành là nước kia lửa nọ là trong năm thành dữ lắm. Dữ lắm. Vậy là ông học nhưng mà tu kiếp chứ không có trễ nha. Tu kiếp nó không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau phải tiêu diệt đó. Tiêu diệt cái người hung dữ trước á, ngang cân gọi tới cái người hiền mới từ từ tới. Nhưng mà cái người hiền mà hiền thiệt là hiền nha, mới còn sống chứ còn hiền mà ba mớ cũng chết quất. Dạ. Thì như vậy là ông nói là cuộc biến chuyển thiên cơ gấp gấp. Vậy là bây giờ là gấp chưa? Tới rồi chứ còn gì nữa chưa cưng. Tới thiệt rồi đó. Hồi xưa tới giờ cưng thấy có ai đâu mà chết không? Mà bây giờ mày thấy chết nhóc hết trơn. Tù với tỉnh mới bảo toàn thân thể, giữ đường mòn lên tánh mới hay nha. Gán giữ giới. Cuộc tiến triển biên thiên cơ rất gấp rồi. Khuyên chúng sanh hãy gán tu hành vượt nga ta phận hồn dạo khắp thế gian. Vào sát trận nước mắt chứa chan người khắp lê thứ nghe lời thì ít. Chúng sân lãnh bây giờ mù mịt rồi nha, cho nên dân dạy không có nghe lời. Là bây giờ là quá rồi, có ra mà nước Sài Gòn mới gặp trời ơi, từ hồi xưa giờ mới nghe đó hả? Mới nghe luôn. Nghe. Còn giờ nó ngập là cái là cái như mưa xuống một cái rồi chạy dưới nước không xe cộ nó bị chết máy nhóc rồi. Trời đất ơi. Bây giờ là nói chung là dân ở ngoài đó mới dùng đó, nó như người ta cũng khổ lắm. Khổ là cái chỗ nước nó càng như nhà nào thấp ngập chân luôn. Nhà nào cao cao đỡ. Cao thấp gì? Có lời tiên tri như thế này của năm là Sài Gòn gia đình ai ngờ nước đâu mà chảy lỡ bờ lướt cây. Thì đó. Thì đó như thế nào năm chia sẻ cho bà con nghe không? Quá thế rồi hả cưng? Dạ. Đời cùng rồi phải không? Đời cùng tu gấp kẹp thì nha, đạn xem báo ngọc ly kỳ năm non nha. Phật thương bổn đạo mà như con rồi đó, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời nữa sao đến việc biết đời bây giờ chưa thấy. Nó thời không tin thiệt, tại bây giờ chưa có nghe thì đâu có nói là có đâu. Bây giờ rồi tới chừng có rồi mình mới té ngửa té nghiêng nha cưng. Khổ sở tới nơi rồi, ông Phật ổng dạy mình rồi nha. Khổ với thảm ngày nay có mấy nghe, sợ mai sao giờ thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện mới được tồn nha. Cảnh sông máu núi xương tha thiết, chừng như thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, với sao danh thể xạ hương khắp chốn. Chốn sân lãnh bây giờ mù mịt rồi, cho nên dân dạy không có nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mơ, chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, thì còn ăn con chốt làm chi. Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Chừng gặp hội khỏi thua khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu xin hãy gắn ghi, ta ra sức dắt diều bá tánh. Chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt cho nên dân dạy không có nghe lời, nên phải chịu. Từ xưa giờ cũng thấy không, có ai đâu mà nắng mà tới nỗi mình đứt thở là chết ra hai ba người gì, con gái tao nói kìa chết hai ba người. Mình từ xưa giờ đâu có nghe cái vụ mà chết chóc, cái vụ mà đi nắng quá chết này đâu, mà giờ bị nhóc hết trơn trội ba bốn người. Dạ. Thì theo cô anh nãy nói là ổng nói là bây giờ mà ông dạy chẳng nghe lời thì những cái người mà không ác là người ta không có nghe lời. Trời ơi,
hung hay là hiền gì cũng vậy cưng ơi, nếu mà cưng không lo niệm Phật là tất nhiên là Phật không cứu được hết, chứ đừng có nói mà mày đầm hiền mà mày không niệm Phật, mày không cúng lại rồi cũng chết quất luôn, Phật không cứu luôn, bỏ trôi hết trơn. Tại vì thầy về thầy dạy á, thầy biểu mình á, là phải lo niệm Phật cúng lại, chấm chiều bình đẳng chớ lơi thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai, gắng lo cúng lại lo niệm Phật cưng ơi, để đến việc sơn băng kiệt thủy khùng thảm thương bá tánh quá trần ngang, nhìn xem trần nước mắt gương gương cảnh áo não kể sao cho xiết. Ông nói là đau ốm bệnh hoạn chết chóc là chiến tranh tàn khốc, ở đây nó kéo tới chỗ khác nó kéo tới chỗ khác, từ từ, bởi vì ông Phật ông mới nói là sau này ha, là nước Việt Nam mình khổ dữ thảm, ngày nay có mấy sợ mai sau dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện mới được tồn, cảnh trong máu núi xương tha thiết chừng như thế. Bây giờ nó không biết đâu, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường, ta bây giờ tu niệm tầm thường rồi sao danh thể xạ hương khắp chốn, trốn sân lãnh bây giờ mù mịt à, cho nên dân dạy không có nghe lời, kể từ nay nói chuyện chiều mơ rồi chứ chẳng nói dùng dài khó hiểu, cờ đã thất còn chờ nước chiếu thì còn ăn con chốt làm chi, ai là người quân tử tu mi phải sánh xử thân mình cho vẹn, chừng tập hội khỏi thùa khỏi thẹn với Phật tiên cũng chẳng tha chi, lời cao siêu xin hãy gắn ghi, ta ra sức dắt diều bá tánh, trốn sân lãnh bây giờ mù mịt thiệt y gan mù mịt luôn, cho nên dân dạy không nghe lời. Thì như là ông nói là cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu, trời ơi, cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu, ngó dạng vặt đài đầu không có luôn. Trốn sân lãnh bây giờ mù mịt rồi, bởi vì dạy không có nghe lời, nên ông Phật ông mới nói cho mình biết như vậy đó. Ông nói việc thế trần không ai tránh khỏi hết trơn đâu nghe cưng nè, ông Phật ông nói nè, ông lặp lại cho mày biết nha, ông lặp lại đời thượng quân thánh đức á. Ông dạy từ người mà không nghe rồi là ông tiêu diệt hết cái một cái gập, rồi ông sửa lại là coi như còn những người hiền lương không, chứ những người hung ác nó không có còn người nào, chứ chết sạch xanh luôn mà trôi ra ngoài biển. Ta nói mày ha, nằm lễn nhễn ở ngoài biển trôi tới ngoài đó luôn. Vậy là không tu hành là không biết niệm Phật gì là ở trên người ta đưa xuống là phải trả quả như vậy hay sao cô Na? Thì phải trả quả rồi, bị gì việc biến chuyển rồi đâu có còn kịp đâu mà cưng không trả quả, phải trả quả tặng mà tận diệt chứ, để không thôi không trả quả mày tận diệt sao được. Đó ông Phật ổng dạy mình rồi mà ổng nói chốn sân lãnh bây giờ mù mịt rồi, cho nên dân dạy không có nghe lời, kể từ nay nói chuyện chiều mơ chứ chẳng nói dân dạy khó hiểu rồi. Dạ cái gì là sân lãnh mù mịt như là cái cảnh cảnh trần gian, gian dương trần này như là như là người ta chìm đắm trong lợi danh mà không biết con đường đạo đức người Phật sao không? Ừ thì bởi vì người ta không lo niệm Phật, ta không lo cúng lại, bởi vì người ta mới chết. Ta nói mày trôi ra ngoài biển ha, nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thế sự lẫy lừng nặng tay, thời cũng tại không ai tu niệm mà cứ lẫn lơ ngạo biếm phe phàng, đến nay là buổi tai nạn rồi, tam thiên lục bá khắp trạng hại dân rồi cưng ơi, không còn kịp đâu nghe, ráng lo cúng lại lo niệm Phật đi, lo niệm cho nhiều đi đặng mà Phật cứu, chứ cưng niệm ít ông Phật ông bỏ mày một cái hình luôn, trôi ra nước luôn. Dạ. Dạ thì bây giờ đấy cô Năm thì cũng là xuất hiện một vị tu mà tu này cũng như là lang thang mà từ Nam ra Bắc, Bắc là Việt Nam mà tu cái hành của Đức Phật Thích Ca hồi xưa là 13 vị đầu đà đó là Tam Mi Nhất Bát đó. Là tu khổ hạnh đó, thì bây giờ xuất hiện một cái vị này thì theo cô Năm có phải là trong buổi hăng quân là xuất hiện một vị này là do là một cái vị thánh tăng nào hay là một vị nào đó ở trên để xuống cho thất tỉnh là chúng sanh lo tu hành sao cô Năm? Thì dĩ nhiên rồi, bị gì đời này quá cận kiệt rồi nên người ta mới cho một vị nào xuống để mà thức tỉnh chúng sanh, để không thôi cưng không có nói, không có
nói đời không có tới, thành thử ra mạnh ai cứ lo nói chuyện không chứ không có lo mà thủ bổn thủ căn trên, bởi vì một cái ầm xuống cái là tao nói mình nhịn đói nhăn răng chết yeah. Trơn luôn, không ai chạy khỏi chứ. Thì theo của năm á, theo của năm nhận định là cái vị này á, thì người ta gọi là sư à, tại vì ông là cạo là cạo đầu cọc mà người ta gọi ông là sư Minh Tệ. Thì là ông đang tu cái pháp khổ hạnh là 13 hạnh đầu đà của Đức Phật Thích Ca hồi xưa, là lang thang đi khắc thực á, tam y nhất bát á, là chỉ mặc cái y là y lụm thôi, rồi nhất bát là chỉ một cái bình bát rồi và đi cắt thực đi khắp mọi nơi trên nước Việt Nam, từ Nam ra Bắc ấy, thì có phải như là một cái vị nào trở lại không? Ở trên trời ta đưa xuống đó con, ta đưa xuống đặng đặng cho thức tỉnh cái miền Nam mình, thức tỉnh những cô bác anh em nào mà người ta có thiện căn đó, là người ta quay trở lại đặng mà người ta nghe cái ông sư nói chuyện đó, đặng mà người ta lo tu hiền cúng lại niệm Phật ghi viết viết theo theo, để không thôi không kịp đó nên cưng. Cái vị là cái vị này là cũng là thức của năm nhận định là một cái vị nào ở trên người ta đưa xuống hay sao? Ừ, người ta đưa xuống đó. Người ta đưa xuống để mà giác tỉnh chúng sanh, cô bác anh em á, là đời tới rồi, đời cùng ly loạn rồi, bởi vì gắng lo tu hiền cúng lại niệm Phật chứ hồi xưa tới giờ cứ nghe nói không? Người ta từ xưa giờ nghe nói người ta chưa có chết mà bây giờ nắng nôi người ta chết nhóc ở trên trời. Rồi lớp nào á, người ta không lo niệm Phật, không lo cúng lại, bởi vì người ta lo ăn chơi không, bởi vì bây giờ đời cùng rồi mà còn ở đây mà trì quẩn hoài thì chết không còn thiếu người nào. Câu hạnh này mà lội từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, thì người ta nói cái vị sư này đó là có người khen có người chơi, thì có người ta nói là không có ai mà làm được thời buổi này mà không có ai tu được cái ông này. Tu khổ hạnh mà tu 13 hạnh đầu đà của Đức Phật xưa đó. Hiện giờ là không ai làm được mà hôm nay làm được. Thì đó như là có cái điềm báo gì trong buổi hạnh quân không? Thì đó, thì cái điềm báo trong đời quân hạ rồi, đời quân hạ ông Phật ổng nói rồi, cứ nghe không? Đời quân hạ nhiều người hung dữ rồi nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương sai chư Phật xuống miền dương thế tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng rồi, cứu lương hiền chứ không cứu người hung, mời kẻ gian ác đến sao tiêu diệt chân con người, tiêu hết chân luôn. Hồi xưa tới giờ mày chưa nghe gái tao nói đâu, mà mấy em mới lên đây, mấy em mới có ta tới mấy em nói chuyện đồ tôi nghe rồi, tôi còn ấy chứ con gái tôi, mẹ con tôi ở thế gian này từ hồi đời xưa tới bây giờ không nghe nói, mà bây giờ nghe nói cái vị sư này quá thấy sức chúng thì hổng gài là cũng là gian nan dữ lắm luôn, cả là cộng đồng này, trên cả đất nước Việt Nam luôn. Hiện giờ là trên cả đất nước Việt Nam thì ai cũng biết là cái vị sư Minh Tệ này là một cái người tu khổ hạnh mà người ta gọi là chân chính á. Một cái vị sư này là theo cái hạnh 13 hạnh đầu đà Đức Phật Thích Ca, cách đây là 2600 năm về trước. Đức Phật Thích Ca đã tại thế ở bên Ấn Độ á, thì đã tu theo cái khổ hạnh 13 hạnh đầu đà này, thì hôm nay là xuất hiện một cái vị sư này tu theo cái khổ hạnh của Đức Phật Thích Ca hồi xưa, thì người ta gọi đó là tu là chánh pháp của Đức Phật Thích Ca hồi xưa. Đó, theo cô Năm là như thế nào trong cái buổi hạnh quân này xuất hiện một người? Cái người đó là cần biết người nào không, mày nghe gái tao nói chuyện phải cô tao nói mày, chỉ có ông Phật mới cứu được người đó thôi, chứ từ hồi đời xưa tới giờ đâu có ai đâu mà tu được như vậy đâu. Mà giờ cũng thấy không, dò thì không có đi dép, điểm thứ nhất khen, thứ nhì đầu không đội nón, mày tính đi chù chù vậy đó, rồi trời nắng trời mưa gì thì đụng đâu thì tấp đó, nghe trời mưa thì nó nghe ổng cũng tấp vậy, nhưng mà tới nắng rồi thì ngày đi nữa, lo đi hoài vậy đó. Rồi cưng coi một cái ha, người ta mà đi theo ổng mà nói ta nói mày nghe ha, người ta mà đi theo ổng mà tới nỗi biết bao nhiêu người mà đòi đi theo ổng mà lo tu hiền cúng lại niệm Phật mà ổng hiểu đi về. Đừng có tu theo tôi làm không có đổi. Rồi mấy ổng mới nói nữa, mấy ổng mới sư làm được thì con làm được,
sư đừng có lo cho con, sư lo sư đi, còn con thì lo theo sư, để con lo, con tu hiền cúng lại niệm Phật, đặng dòm theo các hạnh của ngài, đặng mà lo tu hiền cúng lại niệm Phật, chứ không thôi không kịp. Theo cô Năm thì bây giờ là hiện tại bây giờ dùng ngoài thì ông đang đi là nắng là trên 40 độ, mà cái mặt lộ nhựa thì nó nóng cỡ nào mà ông đi không chết, ông đi không chịu nổi, mà còn mấy người kia là không chịu nổi. Thì theo cô Năm thì đó phải là sự nhiễm màu hay cái sự như thế nào đó? Thì cái sự của cái ông này á, là tao nói mẹ là trời đưa xuống một người để mà lo giác tỉnh chúng sanh đó, bị gì cưng thấy đời bây giờ chết chóc đau ốm bệnh hoạn giờ dữ dội lắm rồi, không có còn kịp nữa, bởi vì lo đưa cái người đó xuống để mà cứu vớt cô bác anh em mình cái đời quân hạ đó, chứ không phải đương không mà người ta xuống đâu ngang con, người ta có lệnh ta mới xuống đó. Như vậy là trong cái buổi hôm nay là có đoạn là từ nay là tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần để xiết cho con Năm. Thì đó, lo dạy dỗ dương trần đặng mà lâu cứu vớt chúng sanh trong buổi hạ quân hạ này, để không thôi không còn kịp nữa. Thì đổ những cái người mà tuy mặc dù mà ông đi vậy đó, chứ nhưng mà gì nói kìa nghe hả, cơm nước rồi này kia nọ ông không có xin nhiều, ông chỉ xin cơm đùa đủ ăn vậy rồi gọi ông đi đó. Mà nói cho ngay nha, hồi xưa người ta có bát, chứ bây giờ ông là lấy cái nồi cơm điện của mình đó, ông làm cái bình bát. Đặng ông để đó, đặng bưng đi dài, đặng cho cô bác anh em người ta cho cơm vô trong cái nồi cơm điện đó. Người ta dạy từ chút. Con gái tao nó có bắt lên kìa, nó coi kìa mới biết kìa, chứ thôi ai biết được đâu. Theo cô Năm đó là cái theo, nhưng mà tu theo cái pháp này đó, thì còn ai mà có thể làm được nữa hay không, hay là cái nên chỉ ông Minh Tệ làm được? Trời ơi, còn nữa cưng ơi, còn nữa, nhưng mà 100 mới được, ấu thôi có 10 người, mày tính thử coi được bao nhiêu người. Dữ lắm. Vậy thì thưa cô Năm, cũng như là ông Sư Minh Tệ, ông xuất hiện như vậy tôi cũng gọi là thánh tăng đó. Bây giờ nói chung là phàm tăng là nhiều nhưng mà thánh tăng ít. Thì xuất hiện như vậy cái đời hạ quân mạt pháp này mà có xuất hiện một người như vậy, có điềm báo gì sắp tới không cô Năm? Có điềm báo gì không? Lạ nhỉ? Cái vụ điềm báo là tao không biết tới nha, nhưng mà chỉ biết là ông đi tới đâu là có cô bác anh em người ta quét đường nha con. Người ta quét đường rồi người ta bưng cơm, người ta dâng cho ngài ăn luôn. Rồi người ta lo ăn. Có người ha, người ta cạo đầu người ta đi theo người ta tu nữa, nhưng mà ông không chịu. Ông ấy tôi chỉ có là mình anh tôi là tu theo khổ hạnh Phật để mà lo chờ Phật dìu dắt. Anh em mà đi theo tôi rồi anh em khổ dữ lắm, chịu không có nổi đâu. Chỉ có nên tôi chịu được thôi chứ anh em làm không được. Thì cô Năm đã tu một thời gian cũng lâu rồi, nhưng mà có thấy vị nào cũng như ổng không gì đâu cô Năm? Có ai giống như ông Sư Minh Tệ không? Cũng có vậy cưng, cũng có vậy. Tại vì mình nó ngay bây giờ tôi về đây rồi, tôi không có đi đâu ha. Chứ còn tôi ở bển, tôi ở nhà tôi đó hả, là lễ nào tôi cũng có đi chân đi để mà gặp cao minh cao đồ của tổ thầy xuất hiện để mà lo mà cứu vớt anh em cô bác. Ta lo người ta niệm Phật, ta lo ta cúng lại. Cần biết một bước đi của người ta là Nam Mô Di Đà Phật một bước. Đặng ta lo ta niệm Phật giết đặng mà chờ ngày Phật cứu. Mà không biết cứu kịp không nữa nha. Tại vì ông Phật ổng dạy mình rồi nghe, ông nói đời cùng phải tu gấp với kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời nữa sao với việc biết đời. Chứ bây giờ không thấy nó không có chịu tin, bởi vì bây giờ cưng thấy không, Sài Gòn mà từ xưa giờ ta chưa có nghe nói nha, nhưng mà mới nghe anh em cô bác người ta đi tới đây người ta nói chuyện cho tôi nghe là có thiệt á. Có thiệt cái là cưng biết sao không, nước ở đâu mà chảy không? Ôi tôi lỡ bờ lướt cây luôn, dữ lắm. Hồi xưa giờ cưng thấy người ta chết ha, là chỉ có
vài người chết thôi, còn bây giờ thôi chết thi chết đại không, chết lan ra ngoài đường luôn, chết không có còn kể cái năm cái tháng hai cái ngày cái tờ cái tuổi cái tên gì chứ, phải chết nhóc hết trơn chậu vậy. Thì nó chết như vậy thì nó đi về đâu, của năm nếu người không tu đi về đâu, đi về đâu? Dương gia phủ mày trốn đi đường nào được mà mày nói đi về đâu hả? Người ta không có tu hiền, người ta chết người ta không phải về địa ngục, chứ không có ai mà chờ chạy khỏi cái địa ngục này hết trơn cho con biết. Như cái thầy nói là mê muội ác hung về địa ngục đó ha. Hiền lành nhắm mắt thấy đâu tiên. Thì đó là có nghĩa là người hiền lành là người ta được đưa về trên. Trời ơi, con hiền mà con phải lo tu hiền cúng lại nữa ngang con mới được về tiên. Chứ còn con hiền mà con làm thinh rồi có ngày con không lo niệm Phật câu nào ha, người ta bỏ con nhịn đói luôn, người ta không có cứu đâu. Thiệt đó, người ta không cứu con đâu, cứu liền hiền chứ chẳng cứu người hung nghe con. Kẻ gian ác đến sau phải tiêu diệt rồi. Bởi vì tôi nghe con gái tôi nó nói lại rồi bắt đầu ha, em biết không, ngày đêm gì tôi ở trên giống này, ai đi đâu đi làm gì làm, tôi già tôi mần hết nổi rồi, tôi lo tôi niệm Phật quấn quán rồi. Tranh thủ niệm Phật đặng mà nữa Phật cứu, còn nếu Phật không cứu thì mình chịu chết chứ còn không có không đợi được. Thời gian này em làm sao em đợi được đây hả? Bây giờ người ta nói tùm lum hết trơn rồi đó, người ta nói từ xưa giờ không có chỗ nào có nước hết, mà giờ Sài Gòn nổi nước lên cho bằng Sài Gòn với Tiền Giang với nhóc trên của năm nhóc đổ cho luôn. Bây giờ là nó Bến Tre cũng bị luôn. Bến Tre bị luôn. Ngập nhóc trên. Thiệt ơi, ngập mà xe này có lội được không? Xe này nó là nó bị là tắt máy, nhóc rồi nó chết máy. Bị lý do là nó vô cái máy á. Nó bị nước á. Nước vô động cơ. Nước nó vô nên chạy không được. Quá dữ hết rồi. Lời tiên tri đó hiện rồi, thưa cô Năm, như là cái đời này mình phải tu riết tu cấp làm sao cô Năm? Thì dĩ nhiên rồi, cần phải lo tu riết tu gấp để mà kịp với cái đại hội Long Hoa chứ không thôi mà cưng không tu hiền không lo niệm Phật cúng lại ha. Bây giờ mà mày ở đây mày lo mày trì quẩn ha, mày lo mày nói đông nói tây cho đã rồi tới chừng mày chết rồi trôi mày ra biển luôn, không còn thiếu người nào hết, không thiếu mặt nào hết trơn, chết rồi trôi ra biển nằm đóng ngoài chắp lớp luôn. Tại vì nghe cái ông ba ông nói là vừa đám giỗ ba rồi đó, ông tiên tri đó cô Năm, ông nói nết chết nằm trong nắng trong mưa đó. Chết xuôi theo gió, chết lùa theo mây. Chết do máy tạo chuyển xây. Cũng vì nhân loại sớm gây tai nạn. Chết nào bằng chết ô hoàng, nhưng thua cái chết khô khan khí trời. Nghe nói ngán ở cái đoạn văn nữa, có giữ chết dữ hay không? Chết khô khan, chết thật không ai cứu được ngàn lần. Khô khan khí trời là chắc đó là nó quýnh nguyên tử hạt nhân hay sao cô Năm? Thiên tử hạt nhân ở đâu ra mà mình cũng không biết nữa, chưa từng biết. Thì như là cái cuộc đời nó biến chuyển thì thưa cô Năm, như mình tu pháp môn nào cho dễ tu mà nó dễ giải thoát qua cái đại nạn cô Năm? Con cưng lo cưng niệm Phật đi, cưng niệm Phật hoài đi tới đâu quên thôi, nhớ lo niệm Phật ghi đặng mà cho kịp, chứ để không thôi không còn kịp đấy nha. Dạ, như vậy là theo cô Năm nói là hình như là không có kịp, là trong cái trong buổi quân hạ này quá trời không kịp rồi, ngang con bị gì nước kia lửa nọ tưng bừng rồi, thảm cho thế sự lấy lừng nặng tay rồi, thời cũng tại không ai tu niệm mày cứ lẫn lơ ngạo biếm phè phàng, đến nay là buổi tai nạn rồi, tam thiên lục bá khắp trạng hại dân rồi, phải lo cúng lại lo niệm Phật cho kịp để quá thế rồi cưng ơi. Dạ. Dạ. Như vậy là xong, là trong cái năm thành này là thấy là từ đầu năm tới giờ thì thấy là diễn biến cũng nhiều cái thiên tai nạn tai quá đó cô Năm. Thì trong cái năm thành này thấy cô Năm là có phải là đang sàn sảy lọc lừa dữ lắm không? Cưng không có giờ mà đơn chớ cưng giờ là cưng mới biết nha. Ông Phật ổng dạy nè, tôi nghe con gái tôi nói lại nè ha. Nói từ đời xưa tới giờ chưa có cái dần mây ngũ sắc nào ở trên trời mà bây giờ có. Bây giờ có để mà ông Phật ông dạy đó, hiện hào quang ngũ sắc hiện lành đặng tìm kiếm con tiên cháu Phật.
chứ không thôi mà không có cái vụ này rồi là không ai lục ra ra đâu nghe con, tại vì những người đó người ta lo niệm Phật chứ người ta trốn hết trơn rồi. Giỏi lắm thì người ta cũng ở gần mày, nhưng mà cưng không biết được, cưng không biết được là ví dụ tin mít tin xài tin nổi tin phèn nào đó, bây giờ người ta lo niệm Phật thắng thối rồi, bây giờ cưng phải lo cưng cúng lại niệm Phật cho kịp, để không thôi không còn kịp với cái đời quân hạ này nè. Cưng thấy là đau ốm chết chóc bệnh hoạn dữ lắm mà cưng ơi. Dạ, như là đau ốm rồi chết chóc là trong cái buổi hạ quân mà mình thấy mà nó diễn biến mấy năm nay cũng quá là luôn, rồi thêm là về thiên tai và mưa nắng cũng cắt đường xong lên. Vậy là theo cô Năm là mưa nắng hay là trời nắng mưa cũng khác xưa rồi nghe cưng. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi rồi, lúc đó cơm buồn lòng ngơ ngẩn, làm ác đức thì nhiều điều quanh quẩn như gà cò ăn bẩn cối xay, thấy người hiền nói đắng nói cay sao mới biết thằng ai đau khổ. Như vậy là sau này phải biết là ai đau khổ ai như thế nào sau đó. Ai còn ai mất, ai là Phật tiên mới biết được nghe cưng, chứ bây giờ còn sống nhóc hết trơn, bây giờ mày lo mày niệm Phật cúng lại đi rồi tới nữa Phật cúng cho, chứ không thôi cưng làm lặng quạng là không còn kịp để mà nữa Phật cúng. Ừ. Sao mà ổng nói là bây giờ mà không biết mà, nhưng mà sao mà không biết là ai còn mất đi nữa? Đời nào cũng biết hết trơn á, cho cưng biết. Tại vì ông Phật ổng dạy những cái người ta tu hiền cúng lại niệm Phật đó, đặng người ta có xuất hiện cái hào quang ở trên đầu người ta nữa, nên mà Phật kiếm những người đó có được, chứ còn mình kiếm không nổi đâu cho cưng. Phật mới kiếm được, mà kiếm được mà cưng biết người ta mắc kiếm bằng cái ngũ sắc của người ta đó, bằng cái hào quang, bằng cái chớp nhón của thiên hạ từ ở đâu họ không biết mà chiếu xuống mặt đất. Tới tao nghe con gái tao nói là tới năm sắc ngũ sắc, cũng chắc hiền lành đặng tìm kiếm con tiên cháu Phật đó. Bởi vì con, bởi vì con ơi đừng có thấy người ta vậy rồi con nói nha, ông Phật ổng dạy đó, đặng mà chiếu xuống đặng mà kiếm con của người ta đem về, còn những người mà không có căn không có nhân đạo rồi Phật bỏ hết trơn không kiếm được. Dạ, cũng như là ổng nói là biến chuyển dữ lắm mà cưng ơi. Trong cái buổi hạ quân này, trong cái năm thành ông nói là con rồng với nước anh, mà trong bá tánh khắp thanh hải hùng. Như vậy là cái chuyện gì mà nó tới hải hùng biết luôn. Trời ơi, trong bá tánh khắp thanh hải hùng là cưng biết khắp thanh vụ gì. Trời ơi, đời đã đau ốm chết chóc bệnh hoạn tới nơi thì người ta rồi, thành thử ra ông Phật ổng mới nói là đời cùng rồi. Đời cùng là phải tu gấp hay là sao? Đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con nữa. Muốn cho bổn đạo lòng thương ghi lời nữa sao, đến việc biết đời bây giờ không thấy nó không có chịu tin. Như là trong cái lúc này là ông kêu mình là thấy được thì lo tu gấp, còn những người không thấy là người ta chưa thấy nó là chưa tin nha. Thì việc gì cũng vậy cưng ơi. Miễn mình thấy được thì gắng lo cúng lại niệm Phật. Cho tao nghe nói cái vụ này mà tao cũng ớn cái là mày biết sao không? Tao có ông chồng. Ông bỏ tao, ông đi rồi, ông đi xuống dưới dịch giá dịch sổ gì rồi. Ông bán cái số ở dưới rồi ông lo ông lập nghiệp ở dưới, ông lo ông cứ vợ cứ con dưới. Rồi bữa đó con gái tao xuống thăm cái ông ấy, tao thấy được cái ngũ sắc. Cái ngũ sắc này có nên tao thấy chứ ngoài ra chưa ai thấy được. Thì đời cùng nó vậy đó con, đời cùng á. Đời cùng nó lo nó quánh lộn với nhau, nó lo nó tranh đấu đặng mà nó giành xé. Còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ó ghé một nơi đó. Đặng xem cho ngọc chiều mơ xem người xung thớm tách rời cõi mê. Ráng lo niệm Phật lo cúng lại để không thôi không còn kịp, nghe chiến tranh tàn khốc nó chết rồi, sạch tranh luôn chờ biết tới nữa ha, chết nhóc hết trơn cho cưng nghe.
ta nói mày sạch xanh luôn, vì không là chiến tranh là nó không còn thiếu mặt nào chết chân luôn. Là chiến tranh là nó diễn biến là nó đánh gì hoài chứ không có ngưng lại được sao con. Dễ gì ngưng cho mày, trời ơi. Còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu, ó ghé một nơi mà nhìn xem cho ngọc chiều mơ cho người không sớm tách rời cõi mê. Phải lo cúng lại lo niệm Phật cho kịp, để không thôi á ông Phật ông bỏ trôi sạch chân, trôi ra tới ngoài biển không thiếu mặt nào. Thầy lấp giáp Bình Dương biển lớn á, máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi. Thì đó, nghe ghê quá ha. Máu mà trôi ra tới ngoài luôn, trôi người ta ra ngoài cho con biết chứ không phải trôi mình đâu nha. Mình có chết không, mình tu mình chết không? Mày tu thì mày còn sống, nhưng mà con phải tu cho thiệt tâm nha mới còn sống, đặng mà nữa Phật cứu cho. Còn mà tu lớt như mấy người mà không có tu á, chết chân luôn, không còn thiếu mặt nào. Ta nói mày lập lại đời Thượng Quân Thánh Đức là chết dữ dội, đặng lo niệm Phật, lo cúng lại đi cưng ơi, đặng mà cho nó kẹp với cái đời quân hạ này chứ quá thế rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.